Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Ma Tôn. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập Ma Tôn tập số 4. Về bộ truyện này thì là một bộ truyện mới, thì Phong rất mong anh em hãy ủng hộ bằng cách like video, chia sẻ video, để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong và đăng ký kênh ạ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Lâm Lôi, nhân vật chính của chúng ta, đã chứng kiến một cuộc chiến vô cùng thảm liệt. Và Lâm Lôi đang có ấn tượng rất sâu đối với ma pháp sư. Và liệu đây có phải là con đường mà Lâm Lôi chọn tiếp theo hay không, thì chúng ta cùng theo diễn biến của các tập truyện tiếp nhé. Mời anh em lắng nghe tập số 4, Ma Tôn. Trong bữa cơm, gia tộc Ba Lỗ Khắc, một nhà ba người, và quản gia Hy Lý cùng nhau dùng bữa. Tiểu Ốc Đốn ở trên bàn nháo nhào làm loạn cả lên, khiến cho gian khách sảnh tiếng cười không ngớt. Đợi đến khi bữa cơm kết thúc, sau khi quản gia Hy Lý đã bế Ốc Đốn đi ngủ, Lâm Lôi liền cùng với phụ thân Hoắc Cách đàm luận. Đúng rồi, phụ thân, giữa ma pháp sư và chiến sĩ thì rốt cục ai lợi hại hơn vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Hoắc Cách đưa mắt nhìn Lâm Lôi một cái rồi cười cười, chỉ lắc đầu. Lâm Lôi, ma pháp sư cùng chiến sĩ, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng. Nếu đơn thuần chỉ xét về thực lực, ma pháp sư và chiến sĩ có cùng cấp bậc, thì ma pháp sư cao hơn một bậc. Và điều quan trọng nhất chính là ma pháp sư có địa vị rất cao, so với chiến sĩ thì còn cao hơn hẳn một bậc. Ví dụ như là bát cấp song hệ ma pháp sư vừa rồi, nếu nói về địa vị thì sợ rằng ngay cả cửu cấp chiến sĩ so với hắn ta còn kém hơn một chút đấy. Thực lực hơn hẳn một bậc, tại sao địa vị lại cách xa như vậy? Lâm Lôi có phần nghi hoặc. Hoắc Cách cười nói, đầu tiên con phải hiểu được phân cấp của ma pháp sư. Ma pháp sư tổng cộng chia làm 9 cấp. Cấp 1, cấp 2 là ma pháp sư sơ cấp. Cấp 3, 4 là ma pháp sư trung cấp. 5, 6 là ma pháp sư cao cấp. Còn là cấp 7, 8, 9. Ba cấp bậc này đều vô cùng khủng bố. Đương nhiên, phía trên cửu cấp ma pháp sư còn có thánh vực ma pháp sư. Ma pháp sư sở dĩ địa vị cao chính là vì cái sức phá hoại của bọn họ vô cùng lớn. Hoắc Cách nâng một chén quả chắp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói. Sức phá hoại sao? Lâm Lôi tò mò nhìn cha mình. Hoắc Cách đặt cái chén xuống, gật đầu nói. Một chiến sĩ, cho dù là long huyết chiến sĩ, một kiếm cũng chỉ có thể giết được gần 100 địch nhân. Một khi đối mặt với 100 vạn đại quân, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể giết được thống soái mà thôi. Địch nhân đương nhiên có thể thay bằng một thống soái mới. Còn ma pháp sư thì sao? Thánh vực ma pháp sư có thể diệt cả một tòa thành trì, diệt hơn 10 vạn đại quân. Hơn 10 vạn đại quân đều đã chết hết rồi, thì dù thống soái vẫn còn sống đi nữa thì có tác dụng gì chứ? Đối với một quốc gia mà nói, thánh vực ma pháp sư so với quân đội còn khủng bố hơn nữa. Lâm Lôi đã hiểu được một chút. Đừng nói thánh vực ma pháp sư, cho dù là bát cấp cửu cấp ma pháp sư, trong chiến tranh đều có thể phát huy ra lực kinh người. Cho nên ma pháp sư có địa vị rất là cao quý. Hoắc Cách lạnh nhạt cười giảng giải. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tại một nơi mà chiến tranh là chủ đề chính như là Ngọc Lan Đại Lục, địa vị của ma pháp sư cao như vậy thì cũng là điều có thể tưởng tượng được. À đúng rồi, phụ thân, con nhớ là đã từng xem qua một cuốn sách có nói ma pháp sư thân thể tương đối yếu hơn so với chiến sĩ. Có điều con mới nhìn thấy vị ma pháp sư kia có thể dễ dàng từ trên lưng tấn mãnh long nhảy xuống. Chuyện này, người nói thân thể hắn có thể yếu được không? Lâm Lôi truy vấn. Hoắc Cách trả lời. Chuyện này nhắc lại một chút nữa. Lâm Lôi, con hẳn là biết tại Ngọc Lan Đại Lục, người bình thường sống lâu nhất cũng chỉ đến 100, 200 tuổi, 30 tuổi. Người bình thường sống lâu nhất cũng chỉ đến 120, 30 tuổi mà thôi. Trong khi ma pháp sư lợi hại và chiến sĩ thọ mạng tương đối dài, bình thường cũng 200, 300 tuổi.
thậm chí là 300-400 tuổi. Loài người sống lâu nhất cũng chỉ đến 500 tuổi. Chỉ có đạt tới thánh vực trong truyền thuyết mới có thể trường thọ, sinh mệnh gần như là dài tới vô hạn. Lâm Lôi gật gật đầu. Điều này nó từng được đọc qua trong sách. Nhưng mà Lâm Lôi, con có biết vì sao mà ma pháp sư lợi hại và chiến sĩ lại sống lâu hay không? Hoắc Cách ngay lập tức hỏi. Lâm Lôi hơi ngẩn ra. Ma pháp sư lợi hại và chiến sĩ sống lâu đến 300-400 tuổi. Lâm Lôi cứ coi điều này là chuyện đương nhiên, căn bản là chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân. Hoắc Cách thấy vẻ mặt của Lâm Lôi, không khỏi bật cười nói. Lâm Lôi, đầu tiên ta muốn giảng cho con. Trong thiên địa có hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, phong thuộc tính, địa thuộc tính, lôi thuộc tính, quang minh thuộc tính, hắc ám thuộc tính, là các đại thuộc tính nguyên tố. Vô luận là ma pháp sư hay là chiến sĩ, đều hấp thu các nguyên tố trong thiên địa để tu luyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà bất kể là ma pháp hay là đấu khí, đều ẩn chứa những thuộc tính khác nhau. Còn nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trong 4 gã nam chiến sĩ của dòng binh tiểu đội vừa rồi, đấu khí của chàng hắn tóc đỏ cầm đầu chính là hỏa thuộc tính đấu khí. Còn đấu khí của 3 người kia thì phong thuộc tính đấu khí, cũng như là thủy thuộc tính đấu khí. Đấu khí phân thành thuộc tính, ma pháp cũng vậy. Lâm Lôi từ khi mới sinh ra cho tới giờ, lần đầu tiên biết được rằng nguyên lai dù là ma pháp sư hay là chiến sĩ cũng đều là hấp thu những thiên địa nguyên tố giống nhau. Ma pháp sư lợi hại, chiến sĩ sở dĩ sống tương đối lâu là bởi vì ma pháp sư hấp thụ các nguyên tố thiên địa nhập vào trong cơ thể, trong khi tinh thuần luyện hóa thành ma pháp lực thì các nguyên tố này lưu động trong thân thể, được cơ bắp xương cốt hấp thụ, khiến cho thân thể của ma pháp sư càng ngày càng hoàn thiện, thể chất càng ngày càng khang kiện, đương nhiên là sống càng thọ. Cũng tương tự như vậy, chiến sĩ tu luyện đấu khí cũng là hấp thu các nguyên tố trong thiên địa, qua cơ thể tinh thuần luyện hóa thành đấu khí, nguyên tố lưu truyền trong cơ thể cũng giống như việc cải thiện thể chất. Chiến sĩ càng lợi hại thì thể chất càng tốt, tự nhiên là sống càng lâu. Hoắc Cách đem toàn bộ những lý thuyết này ôn tồn giảng qua một lượt. Lâm Lôi bỗng giật mình hiểu. Cứ theo như lời của phụ thân nói, thì thân thể của ma pháp sư cũng đã trải qua thiên địa nguyên tố mà được cải thiện. Thân thể phi thường khang kiện. Phụ thân, nhưng mà tại sao người ta lại nói ma pháp sư thân thể yếu nhược vậy? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Hoắc Cách lắc đầu nói. Điều này mà còn chưa rõ sao? Nói ma pháp sư có cơ thể yếu cũng không phải là họ thực sự yếu, mà là so sánh với các chiến sĩ cùng cấp bậc thì cơ thể họ trở thành nhược điểm mà thôi. Giả dụ như một bát cấp ma pháp sư, thân thể hắn mặc dù không có tu luyện cũng có thể sánh ngang với nhị cấp, tam cấp chiến sĩ. Chỉ là nếu đem bát cấp chiến sĩ ra so, thì cơ thể của bát cấp ma pháp sư đương nhiên trở nên yếu thế. Lâm Lôi vỗ đầu, cười à lên một tiếng. Bất quá, mặc dù ma pháp sư cận chiến không được, nhưng họ cũng có phương pháp để đối phó. Đầu tiên là thi triển ma pháp thuẫn, tỉ như là thổ thuẫn, băng thuẫn, phong thuẫn, quang thuẫn. Trước hết là dùng ma pháp phòng ngự ngăn cản, rồi dùng ma pháp công kích để mà tấn công. Mà ma pháp sư lợi hại còn có một biện pháp khác người, đó là thu phục ma thú. Nghe vậy thì đôi mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Nó trong lòng cũng nghĩ đến việc muốn thu phục một ma thú, dạng như là thu phục được một tấn mãnh long cường đại vậy. Ma thú cường đại bảo vệ cho ma pháp sư, khiến cho không kẻ nào có thể tới gần hắn được. Như vậy ma pháp sư có thể thi triển ra ma pháp lợi hại, trực tiếp giết chết đối phương. Hoắc Cách mỉm cười nói. Lâm Lôi lập tức vội vàng hỏi. Phụ thân, thế làm thế nào mới có thể thu phục được một ma thú? Hoắc Cách nhìn vẻ mặt của con trai mà không khỏi bật cười. Muốn thu phục được ma thú, cần phải hội tụ đủ hai điều kiện. Thứ nhất là khiến cho ma thú cam tâm tình nguyện phục vụ con. Thứ hai là phải bố trí một linh hồn khế ước ma pháp trận, khiến cho ma thú trở thành nô dịch cho mình. Điều kiện thứ nhất rất khó. Muốn cho ma thú cam tâm tình nguyện phục vụ, e rằng trước tiên phải đánh bại được nó thì mới có thể khiến cho nó cam tâm tình nguyện. Tỉ như con muốn thu phục tấn mãnh long thì trước hết phải cần đánh bại được nó thì mới được.
Nghe phụ thân nói vậy, Lâm Lôi im thiên thít không nói gì. Muốn tự thu phục Tấn Mãnh Long thì tự mình phải đánh bại được thực lực của Tấn Mãnh Long sao? Điều kiện thứ hai, bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận vô cùng phiền toái, tối thiểu phải đạt tới là thất cấp ma pháp sư thì mới có thể đủ thực lực để mà bố trí. Hoặc cách trịnh trọng tuyên bố. Lâm Lôi hơi ngẩn ra. Phụ thân, cứ theo như người nói, chẳng phải là chỉ có thất cấp ma pháp sư hoặc là càng cao cấp ma pháp sư thì mới có thể thu phục được ma thú hay sao? Không, không nhất định. Nếu còn có đủ kim tiễn thì có thể mua được linh hồn khế ước quyền trục. Đến lúc đó chỉ cần xé ra một chút là có thể trực tiếp hình thành linh hồn khế ước ma pháp sư trận. Chỉ có điều linh hồn ma pháp quyền trục rất là quý. Hoắc Cách cười thầm nói. Rất quý à? Lâm Lôi hỏi rồi. Ta trước đây từng nghe nói phải 10.000 kim tệ mới có thể mua được một quyền trục, nhưng lại là không có giá tột cùng. Lời Hoắc Cách nói khiến cho Lâm Lôi trong lòng chỉ biết cười khổ. Để thu phục được một con ma thú, điều khó nhất chính là phải đánh bại được nó. Đương nhiên còn có thể thu phục được một ma thú nhỏ yếu. Chỉ có điều là thu phục một tiểu ma thú nhỏ yếu thì có lợi ích gì đâu. Muốn thu phục được một cường đại ma thú còn phải có đủ năng lực để đánh bại được nó. Nếu như dùng âm mưu quỷ kế thì ma thú sao có thể cam tâm tình nguyện được chứ? Cam tâm tình nguyện thuần phục, điều này là không đơn giản. Mà xem điều kiện thứ yếu tiếp theo, bố trí linh hồn khế ước ma nhập trận, điều kiện này cũng là rất quyết định. Muốn thu phục được một nửa một ma thú, nếu không phải là một ma pháp sư lợi hại thì cũng phải là người có tiền. Hao phí 10.000 kim tệ để có được linh hồn ma pháp quyền trục thì chỉ coi là quý tộc thôi, chứ người bình thường nào có dám xa xỉ như vậy. Lâm Lôi mím môi, khẽ nhíu mày. Nếu ta thực sự muốn thu phục được ma thú thì cứ theo như hiện trạng kinh tế gia tộc, ta chỉ có thể trở thành thất cấp ma pháp sư thì mới có thể đàng hoàng thu phục được một ma thú. Trong lòng của Lâm Lôi thầm tính toán, điều này tự bản thân nó cũng biết là vô cùng khó. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là mình còn có được thiên phú của ma pháp sư hay không nữa. Dù sao thì điều đó cũng chỉ là 1/1000 hy vọng. Nếu ngay cả thiên phú của ma pháp sư cũng không có thì căn bản là không có khả năng trở thành một ma pháp sư. Sáng sớm ngày thứ hai, khoảng đất nằm ở phía đông Ô Sơn Trấn vẫn như thường lệ là nơi tập trung của một đám hài tử. Lúc này Hy Nhĩ Mạn, ba vị giáo quan vẫn còn đang chưa tới. Bọn nhỏ tranh thủ tập luyện lại cùng một chỗ sôi nổi đàm luận. Đề tài không khác gì hơn ngoài trận chiến kinh động ngày hôm qua. Ma thú ngày hôm qua thật là lợi hại. Trong lúc Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bọn họ đang lao về phía trung tâm Ô Sơn Trấn, ta cũng bí mật theo sau nhìn trộm. Các người không biết chưa, cái thủ chảo vừa to vừa thô của ma thú khổng lồ kia, chỉ cần đập xuống một cái là gạch đá trên mặt đất đều hoàn toàn vỡ nát. Còn nhà cửa thì chả khác gì bùn, toàn bộ đều sụp đổ. Giữa đám trẻ, Cát Đức Lợi đầy vẻ am hiểu đang oang oang kể đến nỗi cát đá bay hết, mây trôi nước chảy cứ như thế mà trông thấy rõ ràng từ đầu đến cuối mọi chuyện ngày hôm qua vậy. Mà phần lớn bọn nhỏ cũng đều mở to hai mắt nghe Cáp Đức Lợi nói. Cáp Đức Lợi, hôm qua ngươi cũng như chúng ta, đều ở khoảng đất ở phía đông này mà, có dám đi đâu? Ngươi là thế nào mà lại nhìn thấy hết được vậy? Một thiếu niên trông ước chừng khoảng 13-14 tuổi hừ một tiếng nói. Những thiếu niên lớn tuổi này không thể giống như đứa trẻ 7-8 tuổi, đều bị Cáp Đức Lợi lừa gạt được. Cáp Đức Lợi nhìn thiếu niên kia, không khỏi trừng mắt quát. Phất Lạp, ngươi không tin ta sao? Cáp Đức Lợi ta có khi nào đã đi gạt ngươi chưa? Thiếu niên tóc nâu tên là Phất Lạp kia tỏ vẻ khinh thường nói. Ai mà không biết cái miệng của Cáp Đức Lợi ngươi, nói ra chẳng biết được đến mấy câu là thật chứ. Mọi người nói thử đi, cái tên tiểu quỷ Cáp Đức Lợi này đã bao giờ nói được câu nào thật chưa? Phất Lạp quay sang đám thiếu niên bên cạnh nói. Đám thiếu niên 13-14 tuổi đều bật cười. Đúng thế, cái tên tiểu quỷ Cáp Đức Lợi này miệng chuyên môn nói nhằng nói quậy. Đa số đám thiếu niên lớn tuổi đều đứng về phía Phất Lạp. Cáp Đức Lợi nhất thời nóng nảy nói. Các ngươi không tin ta sao? Được, các ngươi không tin ta sao?
Cáp Đức Lợi tức giận nhìn quanh bốn phương tám hướng, bỗng nhìn thấy Lâm Lôi, đôi mắt không khỏi sáng lên, lập tức to mồm: "Tất cả mọi người đều biết, hôm qua ngoại trừ Hy Nhĩ Mạn thúc thúc ba người bọn họ, còn có Lâm Lôi đi cùng. Lâm Lôi đã được trông thấy. Lời Lâm Lôi nói hẳn là sự thực. Các người hãy để cho Lâm Lôi nói một chút đi, để xem những lời ta nói có đúng hay là không." Lâm Lôi thiếu gia. Đám thiếu niên cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi tại U Sơn Trấn, trong mắt của bọn trẻ rất có địa vị. Thứ nhất, nó là trưởng tử của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Thứ hai, là Lâm Lôi năm ấy, dù chỉ là một đứa trẻ mới có 8 tuổi, nhưng đã huấn luyện thân thể đạt tới trình độ của thiếu niên 13-14 tuổi. Ở một nơi thượng võ như Ngọc Lan Đại Lục, sự ưu tú của Lâm Lôi cũng khiến cho đám thiếu niên Ô Sơn Trấn về nề phục. Lâm Lôi thiếu gia hôm qua đích thực là từng nhìn thấy. Lời Lâm Lôi thiếu gia nói bọn ta đương nhiên là tin tưởng. Đám thiếu niên gật đầu. Những thiếu niên 13-14 tuổi này trong lòng cũng rất hiểu chuyện, biết Lâm Lôi là quý tộc, không giống như là dân thường bọn họ. Nếu bình thường đều gọi là Lâm Lôi thiếu gia, chỉ có Cáp Đức Lợi cùng với đám tiểu quỷ 7-8 tuổi là không có đại nhân tiểu nhân gì hết, cứ trực tiếp thân thiết xưng hô là Lâm Lôi. Lâm Lôi, thử nói xem tao có xạo hay không, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Cáp Đức Lợi lập tức chạy đến trước mặt Lâm Lôi, kéo tay nó rồi dùng ánh mắt nháy nháy ra hiệu cho Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi bất đắc dĩ. Cái tên Cáp Đức Lợi này đứng một bên nói nhăng nói quậy, thế nào lại kéo cả mình cùng dính vào chứ? Ma thú tên gọi Tấn Mãnh Long kia là thất cấp ma thú, thực lực vô cùng cường đại, toàn thân lân giáp vô cùng cứng rắn, đao kiếm đều không thể thương tổn được, lại còn có một cái đuôi lợi hại giống như là roi tiên và những móng vuốt vô cùng sắc bén. Những tảng đá cứng rắn hay là những phiến đá dưới đuôi hay là móng vuốt của Tấn Mãnh Long cũng đều là như nhau. Hơn nữa miệng nó còn có thể phun ra lửa, nung thạch bản nóng đến vỡ toác ra. Lâm Lôi thành thực nói. Một đám hài tử đều lặng lặng nghe Lâm Lôi kể. Kỳ thực không cần ta phải nói, mọi người đều đã từng thấy Tấn Mãnh Long, hẳn là cũng có thể tưởng tượng được nó lợi hại như thế nào mà. Lâm Lôi cuối cùng cười. Đám thiếu niên hơn 10 tuổi đều cùng gật đầu. Ngày hôm qua, trong khi lần đầu tiên được thấy Tấn Mãnh Long, bọn chúng đều bị dọa đến ngây người. Tấn Mãnh Long thân hình đồ sộ chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, lớp lân giáp bao phủ to lớn toàn một màu đỏ, chỉ mới nhìn thôi thì cũng đã đoán được nó là cứng rắn đến nhường nào. Đã nghe thấy chưa? Ta đã nói Tấn Mãnh Long là một ma thú rất lợi hại mà. Cáp Đức Lợi tranh thủ cơ hội lớn giọng la toáng lên. Thiếu niên tên gọi là Phất Lạp cũng trừng mắt lên muốn tranh cãi lại. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc tới. Lâm Lôi đã thấy ba người Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt từ xa bước tới, lập tức hô to. Nhất thời tất cả lũ trẻ con lẫn đám thiếu niên đều im bặt, hết sức quy củ sắp thành ba đoàn đội. Khoảng không trên mặt đất lúc này im phăng phắc từ trên xuống dưới, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của ba người Hy Nhĩ Mạn. Ba người Hy Nhĩ Mạn bước lên phía trước, quay mặt về phía lũ nhỏ. Ông ta trực tiếp mỉm cười nói: "Nội dung của buổi huấn luyện hôm nay tất cả đã rõ chưa?" "Rõ." Thấy thái độ tùy ý của Hy Nhĩ Mạn, lũ trẻ phía dưới đồng thanh trả lời: "Được, tốt." Sắc mặt Hy Nhĩ Mạn đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh. Ma thú khổng lồ kia là Tấn Mãnh Long. Trên lưng Tấn Mãnh Long chính là ma pháp sư thần bí. Bọn họ vô cùng cường đại. Nhưng mọi người phải biết rằng... Hy Nhĩ Mạn ánh mắt sáng quắc lên, nhìn thẳng vào đám nhỏ đang đứng ở phía trước. Vị ma pháp sư thần bí kia cũng chính là phải từng bước tu luyện mới có thể đạt được như vậy. Muốn thu phục được Tấn Mãnh Long cường đại thì còn phải nỗ lực hơn nữa trong rất nhiều năm. Nếu các ngươi muốn thu phục được ma thú cường đại như Tấn Mãnh Long thì các ngươi cần phải cố gắng, không ngừng cố gắng. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể trở thành cường giả, khác nhau chỉ là ở chỗ các ngươi có chịu cố gắng hay không mà thôi. Hy Nhĩ Mạn nói như là chém đinh chặt sắt, ánh mắt lãnh lệ. Nhất thời toàn bộ đám trẻ con lẫn đám thiếu niên đều cùng im lặng. Chỉ là đám thiếu niên lớn tuổi hơn một chút, trong lòng đều có những ý nghĩ riêng mà ánh mắt trở nên bất đồng mà thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện sáng hôm nay. Vẫn như cũ, hướng về ánh sáng mặt trời, tiến hành rèn luyện uẩn khí thức. Hy Nhĩ Mạn rất rõ ràng đi thẳng vào vấn đề. Lúc này
cả ba đoàn đội bọn trẻ đều bắt đầu tiến hành luyện uẩn khí thức. Dựa theo sự khác biệt giữa các đoàn đội, Hỉ Nhĩ Mạn đã ra các nhiệm vụ huấn luyện khác nhau. Dưới sự giám sát của ba vị giáo quan, tất cả lũ trẻ đều chuyên tâm cố gắng hoàn thành các loại huấn luyện, nhiệm vụ của mình. Hôm nay, hào khí huấn luyện rất khác so với mọi khi. Gần như là không có một đứa nhỏ nào kêu mệt cả. Tất cả bọn chúng trong bụng đều kiên nhẫn một hơi, nỗ lực huấn luyện. 50, 51. Lâm Lôi trong lòng âm thầm đếm. Lúc này Lâm Lôi đang chống đẩy trên mặt đất. Nó chỉ dựa vào 5 ngón ở trên nắm đấm của cùng một tay, cùng hai chân để chống toàn bộ cơ thể. Thân thể hoàn toàn cố định. Nó đang chống 5 ngón trên một bàn tay xuống đất. 5 ngón trên bàn tay chống xuống đất là bài tập rèn luyện sức mạnh cho các đầu ngón tay. Một biện pháp rất đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Muốn trở thành một chiến sĩ vĩ đại, bình thường thì phải tu luyện là đấu khí mật điển. Mà thành tựu tu luyện đấu khí thường có quan hệ trực tiếp đến sự mạnh mẽ của thân thể. Thân thể càng mạnh thì đấu khí lại càng nhiều. Ta trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ, nên không cách nào tu luyện được đấu khí, chỉ có thể rèn luyện thân thể bỏ xa những người khác. Ánh mắt của Lâm Lôi kiên định, năm ngón tay như năm trụ cột chống lên trên mặt đất, liền hết lần này đến lần khác, khiến cho những thiếu niên bên cạnh đã cạn sức, vừa phải hâm mộ lẫn đố kỵ. 98, 99. Lâm Lôi tiếp tục kiên trì. Buổi tập sáng hôm nay đến đây là kết thúc. Hình như bạn nhìn ba đoàn đội của bọn trẻ dõng dạc hô. Dứt lời, ông ta hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay nên kể cái chuyện gì nhỉ. Cứ mỗi ngày sau khi buổi tập sáng chấm dứt, Hỉ Nhĩ Mạn đều kể chuyện xưa cho lũ trẻ nghe. Điều này đã trở thành thông lệ. Hỉ Nhĩ Mạn thúc thúc cho chúng ta. Lúc này thanh âm của đứa nhỏ bỗng đột ngột dừng lại. Hỉ Nhĩ Mạn trong lòng đang ngầm chuẩn bị một chút, nghe thấy tiếng đứa trẻ vừa nói được nửa chừng thì bỗng dừng lại, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này tất cả lũ trẻ trong ba đoàn đội đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời phía đông. Trong lúc đó, La Thụy, La Kiệt cũng cùng một dạng, đang xoay người nhìn lên bầu trời hướng đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hả? Hỉ Nhĩ Mạn ngạc nhiên, cũng không khỏi quay đầu về hướng bầu trời phương đông mà nhìn lại. Chỉ thấy tại phương đông cách đó không xa, chừng 200-300 thước trên bầu trời, một hắc sắc cự long đang ngông cuồng, không ngừng uốn lượn. Ánh mắt hắc long như là xưa, như là xa luôn khổng lồ. Từng phiến lân giáp màu đen trên cơ thể cao lớn lóe lên, khiến cho người ta phải ớn lạnh. Một đôi cánh đang dang rộng ra, phải dài tất cả 100 thước, rất nỗ lực. Chỉ cần nhẹ nhàng phe phẩy, ma thú hắc long. Hắc long là ma thú được xếp vào hàng mạnh nhất. Hắc long tộc thường được là cửu cấp ma thú, cường giả trong tộc thậm chí có thể là thánh vực cường giả. Vô luận là cửu cấp ma thú hay là thánh vực ma thú thì tấn mãnh long vừa mới gặp hôm qua cũng đều không thể sánh được. Lúc này tại phía đông của Ô Sơn Trấn, một đám trẻ cùng với 3 gã giáo quan, khoảng cách so với hắc long chỉ có 200 thước. Ở cự ly cách mặt đất gần như là có thể quan sát hắc sắc cự long dài đến cả 100 thước, khiến cho thị giác thực sự bị kích động tới mức không có lời nào miêu tả được. Điều khiến cho người ta phải khiếp sợ là tại giá bàn xoay ở quanh giữa không trung trên đỉnh đầu hắc long, lúc này có một người mặc áo bào màu tro đang ngạo nghễ đứng thẳng, điên cuồng gào thét. Người áo tro trường bào này bay phần phật xong, toàn thân hắn đã như là một cây tiêu thương, vươn mình thẳng tắp, đứng trước cuồng phong mà vẫn vững chãi như bàn thạch vậy. Ánh mắt hắn thì nhìn chằm chằm vào một vị lục y trung niên sau lưng có đeo một thanh trường kiếm đang lăng không mà đứng ở phía trước. Hiện tại người mặc áo bào màu tro đứng trên đầu hắc long đang giằng co với lục y trung niên lưng đeo trường kiếm, lăng không mà đứng. Ngoại trừ việc có thể thi triển thất cấp ma pháp phi thường thuật của phong hệ ma pháp sư thì cũng chỉ có thánh vực cường giả mới có thể lăng không mà đứng như vậy. Vị lục y trung niên lưng đeo trường kiếm không còn nghi ngờ gì, đã chứng tỏ thân phận của mình. Chiến sĩ, thánh vực cấp bậc chiến sĩ. Người có thể thu phục được hắc long là người áo bào màu tro sao? Còn người có thể phi hành lại là một thánh vực cường giả?
Lâm Lôi năm ấy mới có 8 tuổi mà đã thấy được cảnh tượng này. Cho dù ngày hôm qua đã thấy được một trường đại chiến, nhưng mà lúc này vẫn thực sự bị chấn động giống như là trước. Không riêng gì nó, ngay cả Hy Nhĩ Mạn là một lục cấp chiến sĩ mà cũng sợ đến ngây người. Thánh vực cường giả, cũng là thánh vực cường giả. Hy Nhĩ Mạn bồn chồn, toàn thân khẽ động. Không hổ là một Hy Nhĩ Mạn đã nhiều lần trải qua kinh nghiệm sinh tử, là người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Mà cho dù có tỉnh táo thì Hy Nhĩ Mạn vẫn cảm thấy hai ngày nay mình hình như là đều nằm mơ giống nhau. Ngày hôm qua là bát cấp song hệ ma pháp sư, hôm nay lại đến lượt hai thánh vực cường giả với một hắc long. Hy Nhĩ Mạn ta cả đời này chưa bao giờ rung động đến như vậy. Hy Nhĩ Mạn cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng váng. Hắc long chính là tột đỉnh ma thú, tối thiểu cũng đạt đến cấp 9. Có thể thu phục được hắc long 10 phần thì đến 8 phần 9 phần chính là thánh vực cường giả. Hơn nữa nếu nhìn theo một góc độ khác, dám cùng với thánh vực cường giả rằng co thì cũng chỉ có thể là thánh vực cường giả mà thôi. Điều này làm sáng tỏ một điều, người mặc áo bào màu tro cũng là thánh vực cường giả. Khoảng cách giữa Hy Nhĩ Mạn cùng một đám người so với hắc long cũng chỉ chừng vài trăm thước. Nhưng mà dù bọn họ thức tỉnh, thính lực có tốt đi chăng nữa thì cũng không thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai vị thánh vực cường giả đang giằng co. Cũng không biết hai vị thánh vực cường giả đang nói qua nói lại điều gì. Hống một tiếng, đột nhiên hắc long gầm lên, hai chiếc cánh to lớn đập mạnh, một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp phát ra. Kể cả Hy Nhĩ Mạn giữa đám đông cũng chỉ cảm thấy thực sự khó thở, hai chân như muốn nhũn ra vậy. Đây là long uy ư? Lâm Lôi cũng cảm thấy trái tim hình như là đang bị một tảng đá đè nặng, không thể nào hô hấp được. Nó lại một lần nữa cảm thấy kích động như hôm trước, huyết dịch trong cơ thể cứ sôi trào cả lên. Hắc long này thực sự quá mức cường đại. Lỗ Địch, ngươi đừng nên quá đáng. Chỉ nghe Lục Y Trung Niên đột nhiên quát lớn, tiếng quát tựa như sấm động giữa đất trời. Một câu nói này không chỉ có bọn người Hy Nhĩ Mạn nghe thấy, mà toàn bộ U Sơn Trấn tất cả mọi người đều nghe thấy. Tiếng quát nọ cũng khiến cho long uy của hắc long có phần bị giảm bớt, mọi người hít thở đều bình thường trở lại. Hy Nhĩ Mạn sững sờ, trong miệng lẩm bẩm, Lỗ Địch, Lỗ Địch sao? Chỉ trong một chốc lát, Hy Nhĩ Mạn đột nhiên phản ứng, xoay người nhìn toàn bộ lũ trẻ lớn tiếng hô, mọi người mau quay trở về nhà hết cho ta, nhanh, về nhà càng nhanh càng tốt cho ta, mau. Hy Nhĩ Mạn hét lớn với một bộ dạng hết sức dữ tợn, khiến cho tất cả lũ trẻ đều phải sững sờ. Hy Nhĩ Mạn tự mình rất rõ, hiển nhiên hai vị thánh vực cường giả lúc này đang có mâu thuẫn, rất có thể sắp bắt đầu muốn động thủ. Thánh vực cường giả giao thủ, nếu như tất cả lũ trẻ đều đứng trơ ra trên mặt đất, không có thứ gì bảo vệ, phòng trừng chỉ một chút năng lượng của thánh vực cường giả ba động thì đều sẽ khiến cho lũ trẻ phải tống tiễn cả cái mạng nhỏ của mình. Thánh vực cường giả chính là cấp bậc cường giả đạt đến trình độ hủy thiên diệt địa. Mặc dù nói hủy thiên diệt địa thì có chút là khoa trương, nhưng mà hủy diệt thành trì, hủy diệt núi cao cũng là chuyện rất bình thường. Đi mau, đừng có ngẩn người ra nữa, đi về, mau. Hy Nhĩ Mạn lại thét lớn một tiếng, đồng thời thúc vào một số đứa nhỏ. Tất cả đám thiếu niên lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Mặc dù không hiểu tại sao Hy Nhĩ Mạn đã yêu cầu bọn chúng trở về, mặc dù trong lòng đều muốn được xem thánh vực cường giả chiến đấu, nhưng trước uy nghiêm vốn có của Hy Nhĩ Mạn đã khiến cho toàn bộ lũ nhỏ đều rất nhanh hướng về phía nhà mình mà chạy. La Thụy, La Kiệt, nhanh, các người đem theo một số đứa nhỏ 6-7 tuổi trở về nhà, nhanh, một khi thánh vực cường giả chiến đấu lan đến nơi này thì hậu quả. Hy Nhĩ Mạn trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Vâng, thưa đội trưởng. La Thụy, La Kiệt đều hoàn toàn hiểu rõ điều mà đội trưởng đang nghĩ đến là gì. La Thụy, La Kiệt lập tức đem một số tiểu hài tử bế lên, ở trên tay ôm hai đứa, trên lưng cũng cõng theo hai đứa. Hy Nhĩ Mạn cũng tương tự như vậy, rất nhanh bắt đầu ôm lấy đám tiểu hài tử. Lâm Lôi, mau về nhà. Hy Nhĩ Mạn trong lúc ôm đám tiểu hài tử quay sang Lâm Lôi quát. Biết rồi, thưa Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi lớn tiếng đáp lại. Lâm Lôi mặc dù mới có 8 tuổi, nhưng tốc độ chạy cũng bắt kịp thiếu niên 14 tuổi. Trong lúc chạy trốn,
Nó thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lên bầu trời hướng đông nhìn lại, xoay quanh Hắc Long khổng lồ cùng hai vị thánh vực cường giả, tất cả đều vô cùng hấp dẫn đối với nó. Đội trưởng, Hoắc Cách đại nhân bảo chúng ta tới. Chỉ thấy 11-12 chiến sĩ từ hướng ba lỗ khác phủ đệ chạy tới, vừa thấy Hy Nhĩ Mạn thì lớn tiếng hô: "Mau đem đám tiểu hài tử này đưa về nhà!" Hy Nhĩ Mạn lập tức ra lệnh: "Vâng, thưa đội trưởng." Đám chiến sĩ này lập tức tuân mệnh, rất nhanh ôm những đứa trẻ trở về. "Về nhà, về nhà, nấp đi, tự bảo vệ cho mình tốt!" Hy Nhĩ Mạn lớn tiếng hô hoán. Hy Nhĩ Mạn tại Ô Sơn Trấn có quyền uy rất lớn, lời ông ta nói khiến cho những người trông thấy Hắc Long mà hoảng sợ, đâu phải biết mình làm thế nào. Lúc này toàn bộ U Sơn Trấn trở nên rất khẩn trương. Tất cả lũ trẻ, tất cả những người đang làm việc đều trở về nhà hết. Hiện tại chỉ còn những căn nhà được làm bằng đá mới có thể bảo vệ được cho bọn họ. Lầm Lồi trực tiếp lao vào trong nhà mình: "Nhanh, trốn vào trong tầng hầm dưới đất." Hoặc Cách lúc này đang đứng trong đình viện, thấy Lầm Lồi bèn trực tiếp quát: "Tầng hầm chính là căn phòng kiên cố nhất trong phủ đệ của gia tộc ba lỗ khác ở dưới đất. Ở trong này tuyệt đối có thể bảo vệ được tính mạng." "Vâng, thưa cha." Lầm Lồi gật đầu, lập tức hướng về phía tầng hầm chạy đi. Lầm Lồi chạy rất nhanh, chỉ có điều trong lòng lại nghĩ tới Hắc Long cùng người mặc áo tro và lục y nhân. Nó không khỏi ngoái đầu nhìn bầu trời phía đông. Kiến trúc tiểu trấn là tương đối thấp, phường đồng trên trời cách đó vài trăm thước có thể thấy rất rõ. Lúc này Hắc Long không ngừng cất giọng gầm gào: "Đế Long, nếu người cứ cố chấp như vậy thì đừng có trách ta." Chỉ nghe thấy một giọng nói băng lãnh từ trên không truyền lại, sau đó chỉ thấy Hắc Long nhất thời phẫn nộ, không ngừng nộ hống, trong miệng phun ra một ngọn lửa màu đen. "Lỗ Địch, tao hôm nay cũng muốn xem thánh vực ma pháp sư rốt cuộc lợi hại tới đâu." Lục y trung niên là phất phẫn nộ quát lớn. Hiển nhiên lục y trung niên lưng đeo trường kiếm tên là Đế Long, còn người mặc áo bào màu tro là Lỗ Địch. Hắc Long dưới thân người mặc áo tro phun ra một ngọn lửa màu đen, tựa như là mây khói bao trùm toàn bộ lục y trung niên nhật. Bên ngoài cơ thể lục y trung niên bỗng nhiên phát ra một luồng làn màu xanh biếc quang mang, bao trùm bảo vệ đến toàn bộ cơ thể, khiến cho ngọn lửa màu đen không thể gây thương tổn một phân nào. Đồng thời một đạo kiếm ngâm chợt ngân vang, tiếng kiếm ngâm còn bay xa hơn cả tiếng rồng gầm, vang vọng khắp thiên địa. Lục y trung niên nhân nắm chặt trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang dài chừng mấy chục thước trực tiếp là đánh thẳng vào người mặc áo tro. Người áo tro nhìn kiếm quang khổng lồ vẫn không hề mảy may là nhúc nhích, miệng khẽ lầm nhầm niệm ma pháp chú ngữ. "Đây là kiếm quang sao? Kiếm quang đã có thể lớn đến như vậy sao?" Lầm Lồi vừa chạy về phía hầm, vừa quay đầu nhìn lại. "Người mặc áo tro sẽ chống đỡ thế này à? Dựa vào Hắc Long à?" Ầm một tiếng, Hắc Long cũng không hề ngăn cản, mặc cho cự hình kiếm quang trực tiếp bổ thẳng vào người mặc áo tro. Chiếc trường bào màu xám tro trên thân thể người này lập tức bị nổ vụn ra, để lộ ra một bộ hộ thể chiến giáp quang mang lóe sáng trên cơ thể. Hộ thể chiến giáp nọ tỏa ra quang mang thật chói mắt, tựa như được làm từ kim cương vậy. Cự hình kiếm quang bổ lên hộ thể chiến giáp này cũng khiến cho người mặc áo tro mày không mảy may bị một chút thương tổn nào. Làm sao có thể chứ? Lầm Lồi thực sự sợ hãi đến ngây người. Lầm Lồi trong khi chạy không hề nhìn xuống dưới chân, không hề biết phía trước có một tảng đá, lập tức là ngã nhào ra đất. Nhưng nó vẫn là ngoái đầu lại nhìn lên bầu trời phía đông. Đó là chiến giáp gì mà lại có thể phòng ngự lợi hại đến như vậy? "Lầm Lồi, mau! Còn ở đó ngẩn ra làm gì nữa?" Hoặc Cách thấy Lầm Lồi như vậy, không khỏi giận dữ quát lên: "Vâng, thưa cha." Lầm Lồi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nhổm dậy, nhắm hướng tầng hầm mà chạy đi. Oanh một tiếng, đột nhiên giữa thiên địa lại nổi lên những tiếng vang kinh khủng. Sau đó toàn bộ U Sơn Trấn chìm trong những tiếng thét hoảng sợ đến chói tai. Lầm Lồi không tự chủ được, quay đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở phương đông trên bầu trời
hiện hiện một tràng cự thạch. Ở trên mỗi một khối cự thạch đều có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Toàn bộ cự thạch của các phòng ốc lớn nhỏ mặt ngoài đều lóe ra quang mang màu vàng, giống như là lưu tinh nhắm về phía Lục Y trung niên mà tấn công. Một khối cự thạch ước chừng phải nặng tới 10.000 cân so với những tảng đá đầu thạch kia ở chiến tranh không biết còn phải lớn hơn đến bao nhiêu lần. Ngay đến cả những bức tường thành e rằng cũng chẳng thể chịu nổi những cú trọng kích như vậy. Một khối cự thạch đã kinh khủng như vậy, đằng này lại cả một rừng cự thạch. Toàn bộ những khối cự thạch phòng ốc đều nhắm về phía Lục Y trung niên. Cảnh tượng này khiến cho người dân U Sơn Trấn thực sự bị sốc. Ầm một tiếng, một khối cự thạch nện thẳng vào trên người Lục Y trung niên nhân. Lục Y trung niên nhân đột nhiên toàn thân quang mang xanh biếc đại trướng, khiến cho toàn thân Lục Y trung niên nhân phảng phất như đã biến thành một lục sắc thái dương, cả người phóng ra bích lục sắc quang mang đến chói cả mắt. Đám cự thạch dày đặc như thủy triều đồng loạt vây công về phía Lục Y trung niên nhân. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Lục Y trung niên nhân vốn đang bị đám cự thạch bao vây khắp toàn thân, chỉ thấy quang mang màu xanh biếc đang dần dần thoát ra khỏi những kẽ nứt. Ầm một tiếng, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, một khối cự thạch bị chấn nứt, một khối khác bị đấu khí màu xanh biếc hoàn toàn chấn nát. Từng khối cự thạch phòng ốc lớn nhỏ đều vỡ ra thành những tảng đá vỡ vụn to nhỏ khác nhau, hướng bốn phương tám hướng mà lao đi. Từ khoảng vài trăm thước trên trời, đấu khí không ngừng lan rộng, đá vụn lao đi với tốc độ rất lớn, khoảng cách vô cùng xa. Không hay rồi. Hoắc Cách sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lúc này Hy Nhĩ Mạn đang đứng tại ngã tư đường U Sơn Trấn cũng đã phát hiện, mặt cắt không còn hột máu. Bọn họ đều hiểu rằng tai nạn đã bắt đầu phủ xuống U Sơn Trấn. Chỉ thấy vô số đá vụn, kích cỡ lớn nhất là gần 2 thước, nhỏ không sai biệt lắm thì cũng lớn hơn đầu người. Đám đá vụn này từ vài trăm thước lên trên không, nhắm bốn phía bay tán loạn, không theo một quy luật nào cả. Một khối đá vụn một phân thành 10, 10 vỡ thành 100, gần 5 phần trong số đó hướng về khu vực của U Sơn Trấn mà lao tới. Phụ thân! Lầm Lồi thêm một khối lớn, những tảng đá từ trên bầu trời đang nện xuống cực nhanh, không khỏi hướng về phía Hoắc Cách đang đứng đằng xa mà lớn tiếng hô. Nhanh! Nhanh vào! Hoắc Cách gấp đến độ phẫn nộ quát. Lúc này khoảng cách từ chỗ Lâm Lôi đến tầng hầm còn khoảng vài chục thước. Nghe tiếng cha gào lên, nó bất chấp mọi thứ, hỏa tốc lao về phía tầng hầm. Chỉ nghe ầm ầm ầm, vô số tảng đá nện xuống không ngừng vang lên, cứ như động đất vậy. Khung cảnh của ngày tận thế thoáng hiện ra. Một viên cự thạch mấy trăm cân bay xèo qua người Lâm Lôi, nện thẳng xuống chỗ cách chân của nó không xa, khiến mặt đất bị lún xuống hằn thành một cái hố thật sâu. Lầm Lồi lưng toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của mình đã chẳng còn. Ầm, tiếng đá phá vỡ nóc nhà, đập những phiến đá vụn đè xuống khiến cho mặt đất chấn động, xen lẫn với tiếng người chết kêu la thảm thiết. Các loại thanh âm không ngừng vang lên, hình thành nên cái cảnh tượng của ngày tận thế. Lại tiếp tục một tảng đá lớn nện xuống ngay phía trước Lầm Lồi. Nó không khỏi cực nhanh né về phía sau. Nếu cứ phải tránh né như vậy thì làm sao có thể chui vào tầng hầm được đấy. Lầm Lồi thiếu gia, nhanh lên! Từ trong hầm một người lao ra cực nhanh, chính là Gia Gia Hy Lý. Hy Lý trên người lúc này lóe ra vòng bảo hộ đấu khí màu đỏ, trực tiếp lao về phía Lầm Lồi. Ca 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 ca! Tại cửa hầm, Ốc Đốn năm ấy lên 4 tuổi gào lên như là khóc gọi Lầm Lồi. Ốc Đốn vào nhanh lên! Lầm Lồi hét đến lạc cả giọng. Chíu một tiếng, một tảng cự thạch rất hiếm thấy to đến gần 2 trượng cực nhanh từ trên trời lao xuống nhắm thẳng phía tầng hầm. Lầm Lồi nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu thoáng tính toán, khối cự thạch này một khi nện trúng tầng hầm thì Ốc Đốn đang đứng ở cửa nhất định bị thương, thậm chí là bị đè chết nữa. Nhanh đi vào Ốc Đốn! Lầm Lồi lóe mắt tựa như là bị xé toạc ra, gầm lên, đồng thời cả người cực tốc lao về phía tầng hầm. Không hề bận tâm đến tảng đá từ trên trời rơi xuống, cũng không hề né tránh, Lầm Lồi trực tiếp lao về phía Ốc Đốn với tốc độ tối đa. Hy Lý vì quay về phía Lầm Lồi nên căn bản không nhìn thấy khối cự thạch phía sau đang nhắm thẳng tới tầng hầm. Mà Lầm Lồi thì thấy rất rõ, một khi đá vụn bay lạc và đập vào tầng hầm thì cơ thể của tiểu Ốc Đốn làm sao có thể chống cự được đây.
Lâm Lôi thiếu gia. Quản gia Hy Lý nhìn thấy Lâm Lôi như vậy, không khỏi kinh hãi. Có đến 2-3 tảng đá cực nhanh nện xuống xung quanh Lâm Lôi. Lâm Lôi toàn thân giống như là một con báo nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vật tiểu ốc đốn lao như bay về phía tầng hầm. Đến khi lao qua đầu, lúc này Hy Lý mới nhìn thấy tảng cự thạch có đường kính tới gần 2 thước đang nhắm thẳng về phía tầng hầm. Lão quản gia nhất thời sắc mặt trắng bệch, nằm sấp xuống. Lâm Lôi gầm lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn. Tiểu ốc đốn cho đến giờ chưa từng thấy vẻ mặt của ca ca mình lại đáng sợ như vậy, bị dọa đến mức lập tức nằm xuống ngay, nước mắt trào ra nhìn Lâm Lôi, cái miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy ca ca. Trong khi Lâm Lôi trực tiếp lao tới, toàn thân đè lên người của tiểu ốc đốn, dường như cùng một lúc ầm một tiếng, một kích cực lớn, tảng cự thạch kinh khủng kia cực tốc nện thẳng xuống nóc tầng hầm. Nóc tầng hầm làm bằng phiến đá, mặc dù rất chắc chắn, nhưng gặp phải một khối cự thạch như thế cũng không chịu nổi mà vỡ vụn. Ngay cả bức tường cũng bị chấn động mà sập xuống. Thiếu gia! Quản gia Hy Lý đôi mắt đỏ ngầu, trong cơ thể đấu khí đột nhiên bùng phát, cả người như một tia chớp đỏ lao vút đi. Bên ngoài cơ thể hình thành một lồng khí hộ thể, đồng thời song trường cực nhanh đánh vào vách tường đang sụp xuống. Những tảng đá vỡ vụn của bức tường đã sập xuống cùng với quản gia Hy Lý, như thể đồng thời cùng lao xuống người Lâm Lôi. Chỉ trong một chốc lát, ốc đốn, Lâm Lôi, quản gia Hy Lý, ba người đã bị bức tường sập xuống kia chôn kín. Hoặc cách từ đỉnh viện, trong tay cầm theo một thanh cự kiếm cực nhanh đánh bay một tảng đá. Chính là trong lúc đang quay đầu nhìn phía Lâm Lôi, thì thấy nó đang bất chấp tất cả lao về phía ốc đốn cùng quản gia Hy Lý, sau đó cũng phóng tới bảo vệ, hoàn toàn choáng váng. Tầng hầm sụp đổ, đá vụn lao thẳng xuống. Lâm Lôi! Hoắc Cách đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này Hoắc Cách không thể nào phân biệt vào thời khắc cuối cùng là Hy Lý đè lên người Lâm Lôi trước, hay là những tảng đá vụn đập vào người nó trước. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha. Và hẹn mọi người tập tiếp theo vào buổi tối hôm nay để xem là kết cục của ba người bị đá đè lần này sẽ như thế nào nhé. Xin chào và đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video, comment và chia sẻ video giúp Phong nhé.